Hello, xin chào tất cả các bạn, lại là Huy đây. Và mình đến từ channel Nhạc Cụ Minh Phụng. Ở một số cái video clip lần trước thì tụi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn một số cái cách để mà có thể lựa chọn được cho mình cây đàn phù hợp với bản thân, đúng không nào? Thì trong video clip lần này mình sẽ review 3 cây đàn guitar classic mà giá nó chỉ dưới 5 triệu đồng thôi. Và mình nghĩ là nó sẽ rất phù hợp với các bạn, đặc biệt là những bạn nào đang có dự định chơi về dòng nhạc cổ điển. Ok, bắt đầu. Ok, và cây đàn đầu tiên mình xin được review cho các bạn đó chính là một cây đàn đến từ một brand khá là nổi tiếng. Đó là brand Yamaha. Đây là cây đàn có tên là Yamaha Classic C70. Đây, các bạn có thể nhìn tổng quan này. Ấn tượng đầu tiên khi mà mình cầm cây đàn này lên đó chính là về cái hoa văn ngay chỗ lỗ thấp âm. Thì các bạn có thể thấy này, cái hoa văn này thì thông thường mình chỉ thấy ở những cái guitar classic trong tầm giá là tầm trung hoặc tầm cao nó mới có được những cái hoa văn này thôi. Lý do là nhìn nó rất là đẹp và nó đơn giản, mình nhìn mình không bị chán các bạn. Phần thùng đàn được làm từ gỗ bách tùng hay còn gọi là gỗ spruce. Đây là một loại gỗ mang lại cảm giác âm thanh khá là ấm và không lẫn quá nhiều tạp âm. Phần cần đàn này được làm từ gỗ rosewood. Đây là một loại gỗ mà được sử dụng khá là phổ biến. Lý do là nó mang lại cái sự chắc chắn khi mà mình cầm nắm, là mang lại sự thoải mái nhất định cho người chơi. Tiếp theo là ở với cái phần phím, cái phần phím trên cái cần đàn này, do là một cái đàn classic cho nên là cái phím nó sẽ không quá cao. Đây, phím sẽ không quá cao và cái khoảng cách nó sẽ hẹp dần đến phần cuối của cái đàn. Thì theo như mình thấy thì đây là một cái đàn mà thiết kế nó vừa phải, không quá to cũng không quá nhỏ. Thì cái khoảng cách này là vừa đủ cho những bạn nào mà mới vừa tập chơi. Ok, sau đây thì mình sẽ test âm thanh cái đàn này cho các bạn nhé. Vô. Với mức giá là rơi vào khoảng 3 triệu đồng thì mình nghĩ là đây là một lựa chọn thích hợp cho bạn nào mới vừa tập chơi, cũng như là các bạn muốn lựa chọn chơi theo con đường mà guitar classic. Vì đây là một cây đàn có thiết kế vừa phải, âm thanh cho ra ấm và hay. Ok, và cây đàn tiếp theo mình xin review cho các bạn đó chính là một cây đàn đến từ một brand có tên là brand Takahama. Và cây đàn này có tên là Takahama Classic GTC-34A. Đây, các bạn có thể nhìn tổng quan cái đàn nhé. Ok, thì cái điểm ấn tượng đầu tiên của mình trên cái đàn này lại là hoa văn. Đây, các bạn có thể thấy này, hoa văn nó đi dọc từ cái phần mép của mặt trước của cái đàn. Đây, và phần lỗ thất âm. Khi mà mình nhìn những cái hoa văn này, mình cảm thấy như nó hơi theo kiểu Tây Nguyên kiểu gì á, mà mình là một người thích núi rừng đó, cho nên là nhìn cái hoa văn này mình cũng khá là thích. Cái đàn này được làm từ gỗ Na Giang Wood. Đây là loại gỗ được sử dụng khá là phổ biến ở Trung Quốc. Ngoại trừ được dùng để làm đàn thì nó còn được dùng để làm một số cái vật dụng khác ở trong nhà, cụ thể như là bàn hoặc là ghế, tủ vân vân, bởi vì cái độ chắc chắn của nó. Về phần màu sắc thì mình cảm giác như là nó có sự liền mạch giữa phần mặt trước, phần hông và phần lưng của đàn, thì nó mang lại cái cảm giác đơn giản nhất định khi mà chúng ta cầm lên. Ok, tiếp theo chúng ta đi đến phần cần đàn. Thì do cái đàn này được thiết kế theo phong cách là nhỏ gọn và đơn giản, cho nên là khoảng cách giữa những cái phím đàn trên cần đàn nó sẽ bị thu gọn đi ít nhiều. Điều này mình nghĩ là sẽ gây một phần khó khăn cho các bạn, đặc biệt là những bạn mà tay to như mình khi mà cầm cái đàn này lên chơi. Ok, và cái đàn này còn một cái điểm nhấn nữa mà mình cũng rất là thích, đó chính là đây, các bạn có thể thấy là cái phần mạ vàng trên này nó mang lại cái cảm giác sang trọng và hiện đại khi mà chúng ta cầm cái đàn lên chơi, trong khi cái phần còn lại thì nó mang hơi hướng cũng hơi classic một tí, hơi vintage một tí. Ok, thì bây giờ mình sẽ test âm thanh của cái đàn này xem như thế nào nhé. Vô. Thank you.
Ok, đó là phần test âm thanh. Thì theo như mình thấy thì cái việc mà thiết kế cái phần thùng đàn nó mỏng, nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cái độ vang cũng như là cái độ ấm của âm thanh. Thì đối với mức giá rơi vào khoảng là 2 triệu đồng thì các bạn có thể lựa chọn được cho mình một cây đàn thiết kế đơn giản, âm thanh tốt, màu sắc trung hòa và hơn nữa là giá rẻ, sẽ phù hợp với các bạn nào yêu thích sự đơn giản. Thì với cái thiết kế nhỏ gọn và nhẹ nhàng dễ cầm nắm như này thì nó rất là phù hợp cho phụ huynh nào mà muốn lựa chọn một cái mẫu đàn cho con mình để mà mình tập chơi dần dần từ từ, thì đây là một mẫu đàn khá là phù hợp. Ok, và cái đàn tiếp theo mình xin review cho các bạn, đó chính là một cái đàn đến từ thương hiệu Hex. Hex. Và cái đàn này có tên là Guitar Hex Classic BB100M. Đây. Tổng quan nha các bạn. Đấy, ok. Thì cái điểm đầu tiên mà mình cảm thấy ấn tượng nhất ở cái đàn này chính là về phần thiết kế của nó. Cái đàn lúc nãy mình review đã nhỏ rồi đúng không? Cái đàn này nó nhỏ hơn, cực kỳ nhỏ. Mình cảm giác như cái người mà bự như mình cầm cái đàn này giống như. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Thì đối với cái thiết kế này mình cảm giác như nó rất 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 là phù hợp với các bạn, đặc biệt là những bạn nữ cầm đi sống ảo, đi chụp hình Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu. What the hell? Ok, mình xin phép quay lại chuyên môn một tí. Thì không biết các bạn có biết cái thương hiệu Hex này không ta? Thì Hex này là một cái thương hiệu đàn guitar của Hàn Quốc, chuyên sản xuất đàn guitar mà phục vụ cho cái đối tượng người dùng là chủ yếu là học sinh, là sinh viên. Và những sản phẩm của họ thì được bán ra thị trường đối với cái mức giá là tầm trung hoặc là tầm thấp. Thì đây là một sản phẩm của Hex. Ok, mình xin đi đến với cái phần chất liệu gỗ làm đàn. Thì cái đàn này được làm từ loại gỗ gọi là gỗ Sitka. Đây là một loại gỗ được sử dụng khá là phổ biến ở Hàn Quốc, được dùng để làm đàn bởi vì cái chất lượng âm thanh của nó cho ra rất là ấm và nó không bị lẫn quá nhiều tạp âm đó. Ok, thì mình đi đến cái phần mặt hông và mặt lưng. Thì các bạn thấy là ngoại trừ cái thiết kế nhỏ gọn này thì cái phần nó đã có sự đồng nhất giữa hoa văn và cái màu sắc giữa phần hông và phần lưng đàn, nó mang lại cái sự liền mạch và đơn giản cho các bạn. Tiếp theo mình sẽ đi đến phần cần đàn nha các bạn. Thì lúc nãy mình nói á, là cái phần thùng đàn này, chất liệu gỗ nó được làm với họa tiết cũng như là màu sắc là màu gỗ tối. Thì các bạn có thể thấy nè, cái phần mặt sau của cần đàn á, nó được nối liền từ phần thùng lên. Thì cái phần màu sắc này mình khá là thích bởi vì nó mình cầm lên thì nó có cảm giác như là nó phai, nó sáng dần từ dưới lên trên, bạn thấy không? Đây. Thì do được thiết kế theo phong cách là nhỏ gọn và đơn giản cho nên là tất nhiên là cái phần khoảng cách giữa những cái phím đàn trên cần đàn nó sẽ rất là ngắn và nó sẽ rất là hẹp luôn. Cái đàn lúc nãy mình review này là cái khoảng cách nó đã rất là ngắn rồi, mình đã cảm thấy khó chịu rồi, khi mà mình cầm cái đàn này lên thì oh no, nó cực kỳ trở ngại đối với những bạn mà tay to như mình. Khổ lắm phải không, tay to khổ lắm. Giống như cái đàn này mình cảm giác như nó chỉ được bán cho mấy chị mà gì cầm đi sống ảo gì thôi, xong về treo lên tường. Nói đùa với các bạn vậy thôi, chứ thực ra là cái đàn này nó rất là phù hợp đối với những bạn nào, đặc biệt là những đối tượng như là học sinh cấp 1, cấp 2, thậm chí là cấp 3. Chúng ta có thể lựa chọn cái đàn này, lý do là nó vừa túi tiền nhất, thứ hai là cái thiết kế của nó nhỏ gọn, dễ mang vác, mình dễ cầm đi giao lưu cũng như là đi chơi với đám bạn của mình. Ok, sau đây mình sẽ tiến hành test âm thanh cây đàn này nha. Vô. Đó là phần test âm thanh của cái đàn này.
Thì thêm quan điểm cá nhân của mình thì cái đàn này là một cái đàn nhỏ nhưng mà có vỏ, âm thanh nó cho ra cực kỳ ấm, thậm chí là nó ấm hơn cái đàn lúc nãy của mình review nữa, do nó được làm từ gỗ xịn với lại được làm từ thương hiệu nổi tiếng nữa, cho nên đàn này cũng khá là dễ hiểu thôi. Thì đối với tầm giá là rơi vào khoảng 3,5 triệu thì các bạn, đặc biệt là các bạn nữ, những bạn là học sinh sinh viên mới vừa tập chơi đàn thì các bạn có thể chọn cho mình một cái đàn Hex từ một thương hiệu lớn và có âm thanh tuyệt vời. Đối với cái thiết kế nhỏ gọn đơn giản như này thì nó rất là phù hợp cho các bạn học sinh, các bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn nữ, có thể chọn cho mình cái đàn này để mà mình có thể luyện tập cũng như là mình cầm đi sống ảo. Ok, thì đó là phần review về ba cái đàn guitar classic trong tầm giá thấp mà mình vừa gửi cho các bạn. Thì mình có một câu hỏi, đó chính là đối các bạn thì trong ba cái đàn này, cái đàn nào là cái đàn đắt nhất? Cho mấy ông 3 giây. Ok, thì sau cái phần review đó thì chắc chắn các bạn sẽ đặt ra cho mình một cái câu hỏi, đó chính là thì ba theo như ba cái cây đó thì mình nên chọn cây nào. Và câu trả lời của mình là tùy theo nhu cầu, sở thích và túi tiền của các bạn. Đấy, thì nếu mà các bạn yêu thích cái sự nhỏ gọn, yêu thích cái sự đơn giản và mộc mạc thì các bạn có thể chọn hai cái loại đàn classic mà mình vừa review trên. Còn nếu mà các bạn yêu thích cái sự cổ điển, yêu thích cái sự nhã nhặn và đơn giản nữa thì các bạn có thể chọn cái đàn này, đàn Yamaha. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong mấy phút vừa qua. Thì nếu mà các bạn cảm thấy video này bổ ích thì các bạn đừng quên để lại một like, một share, một subscribe cho channel Nhạc Cụ Vinh Phụng nhé. Link mình sẽ để bên dưới. Cùng chờ đợi những video bổ ích phía sau nào. Cảm ơn. Bye.